Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi trình bày với quý khán giả một cái vấn đề mới mà từ trước đến nay Văn hóa Nhân bản Lạc Việt chưa có trình bày với quý khán giả lần nào. Như quý khán giả đã từng theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản được Lạc Việt thì được biết Văn hóa Nhân bản Lạc Việt có hai channel. Một channel là Văn hóa Nhân bản Lạc Việt không có số 1, và một cái channel ở cái address của nó là có số 1 đứng cuối. Cả hai channel cộng lại là trên 1850 cái video. Văn hóa Nhân bản Lạc Việt chuyên quay những cái event, tức là sự kiện xảy ra trong cộng đồng người Việt tị nạn chống cộng sản ở Orange County, Nam California. Và chúng tôi chỉ đưa những cái tin tức, những cái sự kiện của cộng đồng tị nạn chống cộng sản mà thôi, không liên quan đến các cái vấn đề như là ăn chơi, rồi là múa may hát hò gì mà không liên quan đến vấn đề chống cộng sản, cũng không quan tâm đến đời tư cá nhân của bất cứ một nhân vật nổi tiếng nào. Mặc dù chúng tôi biết rằng nếu xen vào những cái chuyện đó thì sẽ có cái lượt view rất là cao, bởi vì cái tâm lý của con người ta hồi nào tới giờ, bất kể là ở một quốc gia nào, họ đều để ý đến những cái chuyện gọi là giật gân trong đời tư của người nổi tiếng. Vì vậy mà channel của Văn hóa Nhân bản Lạc Việt có thể nói là thiên về ý nghĩa là đưa tin tức những cái sự kiện chính trị, phân tích và bình luận về đời sống xã hội ở Việt Nam, cũng như là của cộng đồng người Việt tị nạn chống cộng sản, tư vấn pháp luật cho người Việt Nam, cũng như là người Việt tị nạn cộng sản ở ngay cái khu vực Leader Sài Gòn này. Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc áo cờ máu cộng sản lên sân khấu nhảy múa, tham gia vào những cái tổ chức đoàn thanh niên của Cộng sản Việt Nam, rồi mặc những cái quần áo đồng phục của đoàn thanh niên cộng sản ở Việt Nam để mà show ra trước công chúng, thì việc đó là ai cũng biết rồi. Và cách đây cũng đã lâu lắm rồi, khi mà chú Lý Tống còn sống thì chú ấy đã có những cái hành động cương quyết chống lại sự văn hóa vận của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Việc đó nó đã từng gây xôn xao cộng đồng người Việt tị nạn ở khu vực tiểu bang Cali này một thời gian rất là dài. Chúng ta biết rằng tất cả các ca sĩ ở Việt Nam đi qua Mỹ hay là qua các nước khác biểu diễn không phải là ít, phải nói là rất nhiều nữa. Và ca sĩ ở hải ngoại đi về Việt Nam biểu diễn cũng không phải là ít. Tuy nhiên, tại sao chỉ có một mình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi qua Mỹ biểu diễn lại bị cư dân tị nạn cộng sản ở Mỹ biểu tình chống một cách quyết liệt, và có những cái người có những cái hành động quyết liệt đến mức độ bạo lực luôn, như là chú Lý Tống, thì đó là khi cũng có một cái nguyên nhân chính đáng. Đó là Đàm Vĩnh Hưng làm văn hóa vận cho Việt Cộng. Và ngày hôm nay tôi chính thức khẳng định rằng Đàm Vĩnh Hưng có sự chống lưng tiếp tay của một thế lực cộng sản rất lớn, đầy đủ quyền lực và tiền bạc, để sang nước Mỹ này, sang những cái khu vực của người tị nạn cộng sản, nhằm mục đích đem cái văn hóa cộng sản ra qua phổ biến ở khu vực này để nhằm một phục vụ cho chế độ cộng sản. Trước đây tôi nghe người ta nói Đàm Vĩnh Hưng là tay sai của cộng sản, là làm văn hóa vận cho
cộng sản gì gì đó, thì là rồi người ta viện dẫn ra những cái hình ảnh là Minh Hưng ăn mặc phát ngôn kia này kia cái nọ, thì nó không có cụ thể bằng cái hành động ngày hôm nay tôi sắp sửa trình bày với quý khán giả và khẳng định luôn điều đó là thật sự là sự thật mà nó không còn là nghi ngờ nữa. Cộng đồng người Việt tị nạn chống cộng sản chắc hẳn còn nhớ cách đây 1 năm khi Đàm Vĩnh Hưng đến biểu diễn trong một nhà hàng ở trên đường Bonsa trong khu thương mại Katinat Plaza thì đã bị những người tị nạn ở đây biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng vử vào dữ dội. Thì hôm đó vì lý do bận việc riêng, chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt không đến đó để trực tiếp thu hình buổi biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng của cộng đồng tị nạn. Tuy nhiên, trong số những người biểu tình có anh Dominic Phạm là một người thường xuyên cầm điện thoại đi livestream những cái cuộc biểu tình của cộng đồng chống cộng sản, thì anh Dominic có livestream cái video biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng ngay trong khu Katinat đó từ đầu đến cuối. Sau đó thì tôi có xin phép anh Dominic được lấy cái video đó để post lên chương trình văn hóa nhân bản Đặc Việt nhằm mục đích là phổ biến ra trong cộng đồng cho nhiều người được biết về cái sự kiện này. Anh Dominic đồng ý và chúng tôi đã làm cái điều đó, tức là cái video biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng ở trong khu khách sạn, ở trong cái khu mà thương mại Katinat Plaza đó được đưa lên chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt sau khi cái sự kiện biểu tình đó 3 ngày. Thì khi đó không bao lâu video đó đã bị phía YouTube xóa bỏ và thông báo cho chúng tôi biết rằng đó là vi phạm cái copyright từ Đàm Vĩnh Hưng. Thì chúng tôi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng video đó không phải do chính mình làm ra mà xin phép lấy lại từ Facebook của anh Dominic Phạm, nên mà là có người là đã cũng lấy cái video của anh Dominic Phạm để mà post lên trên cái channel YouTube trước rồi. Vì chúng tôi là những người post sau 3 ngày nên chúng tôi nghĩ rằng vi phạm cái bản quyền video vì lý do đó. Thì theo cái nguyên tắc của YouTube đó, nếu hai video giống nhau 100% từ đầu đến cuối, người nào post lên channel của mình trước thì bản quyền thuộc về người đó. Thành ra trong cái sự kiện cách đây 1 năm khi mà cộng đồng tị nạn cộng sản biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng thì chúng tôi lấy video lại từ Facebook của anh Dominic, và khi mà bị lem để xóa bỏ thì chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi và cũng không khiếu nại vì nó cũng không phải là bản quyền do mình làm ra. Tuy nhiên, lần này cuộc biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến làm công tác văn hóa vận cho cộng sản ở ngay thành phố Anaheim thuộc Orange County ngày 7 tháng 9 năm 2019 do Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai tổ chức, thì rõ ràng video này do chính chúng tôi, chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt tự mình dùng camera ghi lại, và tôi là người đã trực tiếp cầm mic phỏng vấn những người đồng hương tham dự buổi biểu tình chống phản đối Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm đó. Là tôi đã phỏng vấn anh Long Nguyễn, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, phỏng vấn anh Kiên Phạm là cư dân thành phố Westminster, phỏng vấn cô Thùy Dung là thành viên của Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, và phỏng vấn anh Lâm Quang Thạnh, giám sát viên hội đồng giám sát của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Trong số những người tham gia biểu tình ngày hôm đó
cũng là những người mà thường xuyên đi biểu tình ở đại lộ Bonsa, đã đảo Cộng sản, xâm phạm nhân quyền của người dân Việt Nam và ủng hộ đồng bào ở trong nước chống Cộng sản Việt Nam động tài, độc tài, chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam qua hành vi xâm lấn biển đảo. Thì tất cả những người tham gia biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm đó có thể nói là chúng tôi đều quen mặt nhau, biết rõ nhau. Bao nhiêu người xuất hiện trong cuộc biểu tình ngày hôm đó, kể cả truyền thông báo chí như là ông Đỗ Dũng báo Người Việt, hay là anh Phan Đại Nam của đài SBTN, rồi anh Dirich Phạm của channel Nửa Vòng Trái Đất, tôi đều biết mặt hết. Và những người đó dùng phương tiện gì để quay phim tôi cũng đều nhìn thấy hết. Tuy nhiên, video hơn một tiếng đồng hồ của chúng tôi post lên channel Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt được vài ngày và được cái số lượt khán giả views hơn 15.000 người thì cũng đột nhiên bị YouTube xóa bỏ và thông báo rằng video này đã vi phạm copyright 100% từ Đàm Vĩnh Hưng. Trước tiên tôi nói về cái vi phạm của chính YouTube. Thí dụ như tôi có một cái channel YouTube, ông A có một cái channel YouTube. Nếu ông A cho rằng tôi vi phạm thì ông A phải chứng minh với YouTube là tôi lấy của ông ấy là một cái video, một cái đoạn video nào từ đoạn mấy, từ phút thứ mấy đến phút thứ mấy, là tại cái link gốc là ở đâu, để gửi cho YouTube để chứng minh. Thì lúc đó YouTube nó mới kiểm tra lại và thấy rằng đúng như cái lời claim của ông A, thì YouTube sẽ gửi thông báo cho tôi kèm theo cái chứng cứ cụ thể rõ ràng. Nhưng ở đây YouTube đã vi phạm ở chỗ là chỉ đưa ra một cái tên đơn giản là Đàm Vĩnh Hưng claim video của Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt, mà không chỉ ra được là vì là lem ở cái điểm mà nó nói rằng là vi phạm copyright ở điểm nào. Video chúng tôi quay hơn một tiếng đồng hồ từ đầu đến cuối, trong đó không hề xuất hiện cái bản mặt của Đàm Vĩnh Hưng, trong đó cũng không hề có âm thanh giọng nói lời hát nào của Đàm Vĩnh Hưng trong đó. Tại vì Đàm Vĩnh Hưng chúng tôi biết rằng nó đi cửa sau, nó vô trong cái khán phòng, trong cái chỗ mà biểu diễn từ lúc còn sớm rồi. Còn ở bên ngoài này, và chúng tôi chỉ quay những cái hoạt động phản đối Đàm Vĩnh Hưng làm văn hóa vận cho Cộng sản ở bên ngoài đây. Những người đang có mặt trong cái cuộc biểu tình đó toàn là công dân Mỹ và đang cư ngụ tại khu vực Orange County này. Những người đó có thể nói tôi đã đều quen mặt. Thì không thể nói là Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt vi phạm ăn cắp bản quyền của video của Đàm Vĩnh Hưng được. Tại vì cái video này do chính chúng tôi làm ra thì làm sao nói là vi phạm copyright. Copyright có nghĩa là bản quyền. Bản quyền có nghĩa là những cái sản phẩm về văn hóa, văn nghệ người ta làm ra mà anh ăn cắp lại mới gọi là vi phạm bản quyền. Còn cái này mình làm ra thì không thể nói là vi phạm bản quyền được. Không thể nói rằng giống nhau là vi phạm bản quyền. Không bao giờ có một cái video mà quay cùng chung một cái sự kiện mà giống nhau hoàn toàn 100% được. Tôi nói đơn giản cho quý khán giả hiểu rằng, quý khán giả thấy ở trên đài trên truyền hình đó, thí dụ có một cái nhân vật là người của công chúng, một nghệ sĩ, một chính khách, một chính trị gia, tổng thống, phó tổng thống gì đó, họ xuất hiện trước công chúng và báo chí, thì ngay lập tức có hàng trăm cái camera và hàng trăm cái mic nó thò vô để mà nó thu hình ảnh, thu lời nói của nhân vật nổi tiếng đó. Thì là không thể nói là tất cả những người mà đang thu hình của nhân vật nổi tiếng đó là vi phạm bản quyền ăn cắp video của nhau được. Bởi vì tuy rằng có hàng trăm cái camera nó châu vô như thế này, nhưng
mỗi một cái video, một cái camera mà khi đứng ở một cái vị trí quay khác nhau thì cái góc hình ảnh nó có một cái độ lệch khác nhau. Không thể nói là trong số hàng trăm cái camera đó mà dí vô một cái nhân vật nổi tiếng để thu lấy hình ảnh đó thì là những cái người đó là chỉ có duy nhất một người là có bản quyền thôi, còn tất cả những người còn lại là ăn cắp của cái người kia. Cái đồ điều đó nó rất là vô lý. Khi mà anh đứng lệch vị trí một chút thì cái hình ảnh nó cũng có một cái độ lệch khác nhau rồi. Hơn nữa, trong buổi ghi hình phản đối Đàm Vĩnh Hưng của cộng đồng tị nạn cộng sản ở quận Cam vừa rồi đó, những người mà có camera thu hình từ đầu đến cuối tôi nhìn thấy rất rõ và biết chắc chắn trong số đó không có một người lạ nào thò camera vô mà quay hết á, toàn là những gương mặt quen thuộc không à. Chúng tôi xem lại video bản gốc của mình hiện nay đang lưu trữ ở trên máy tính thì thấy rõ ràng không hề có bóng dáng một người lạ nào xuất hiện trong đó để mà quay thu camera từ đầu đến cuối. Mà ngạc nhiên ở chỗ là YouTube đã nói rằng video biểu tình phản đối Đàm Vĩnh Hưng ngày 7 tháng 9 năm 2019 mà vừa rồi của chúng tôi là vi phạm về copyright 100%. Đó là một cái điều rất là vô lý và chính YouTube đang họ đang tự chà đạp lên những cái nguyên tắc về bản quyền của chính họ đề ra. Hôm nay tôi nói lên những cái vấn đề này không phải để đấu tranh cho cá nhân vì cái channel văn hóa Nhân Bản Lạc Việt của chúng tôi, mà là để cả cho tất cả những người đang dùng YouTube làm một cái phương tiện truyền thông ra trong nước và ngoài nước hiểu rõ về vấn đề này. Bởi vì thí dụ như là nói là tại vì ở trong cái số những người biểu tình đó họ hô đã đảo Đàm Vĩnh Hưng, đã đảo và Đàm Vĩnh Hưng bưng bô, đã đảo tay sai Việt Cộng gì chẳng hạn đó, thì có cái tên là Đàm Vĩnh Hưng, cái đó là vi phạm bản quyền, đó là cái điều hết sức vô lý. Vậy thì mai mốt những cái video khác người ta nói là bà đi biểu tình, người ta nói là đã đảo Cộng sản Việt Nam, rồi đã đảo Nguyễn Phú Trọng, rồi đã đảo Nguyễn Tấn Dũng, hay là đã đảo Nguyễn Thị Kim Ngân, rồi đã đảo Nguyễn Xuân Phúc, như vậy có cái tên tụi nó trong đó thì là vi phạm bản quyền hay sao? Đó là những cái điều hoàn toàn sai trái mà chính YouTube làm bậy trước. Vì những cái điều mà chính YouTube làm bậy, tôi đặt ra vấn đề thứ nhất: tại sao Đàm Vĩnh Hưng không có video gốc để chứng minh mà vẫn xóa video của chúng tôi xuống khỏi channel Văn hóa Nhân Bản Nhà Lạc Việt? Lý do thứ nhất, Đàm Vĩnh Hưng có sự giúp sức đắc lực của những tên cộng sản có đầy đủ quyền lực và tiền bạc gốc bự của cộng sản, và chính chúng nó đã can thiệp vào. Vì vậy mà YouTube xóa video biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng của người Việt tị nạn. Nó cũng giống như Facebook xóa những cái bài viết, những cái video là bằng chứng tố cáo Cộng sản Việt Nam đang chà đạp nhân quyền ở Việt Nam. Là những cái bài viết mà của những người đấu tranh ở Việt Nam mà chỉ trích sự sai trái của hệ thống cầm quyền của Việt Cộng ở Việt Nam cũng đều bị Facebook nó xóa bỏ và nó khóa tài khoản của người sử dụng. Vì những lẽ đó chúng tôi đã gọi những cái gọi là tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook là bây giờ nó không phải là tiêu chuẩn cộng đồng mà nó là tiêu chuẩn cộng sản. Facebook có những kẻ đang làm việc cho cộng sản. Thì đối với YouTube bây giờ nó cũng giống y như cái bắt đầu nó đang làm những cái việc giống y như là Facebook, có nghĩa là nó xóa video theo cái sự chỉ đạo của Cộng sản Việt Nam bất chấp những cái quy định pháp luật của nước Mỹ. Bởi vì video của chúng tôi quay những cái sự kiện gọi là những cái event đang thực tế xảy ra trên nước Mỹ, nó cũng giống như là những cái tin tức hàng ngày trong cái sinh hoạt cộng đồng của những cư dân ở đây, nó là một cái dạng breaking news. Breaking news thì bất cứ ai cũng được quyền đưa lên, chớ còn không thể nói là bản quyền bản quyết gì trong vấn đề này. Tôi quay được cái video đó, một cái sự kiện đó là tôi có quyền đưa lên và nó là thuộc về cái quyền của chúng tôi mới là cái người có quyền về cái sản phẩm video đó.
chứ không phải là một cái thằng ở bên Việt Nam nó chạy qua nó người là nó tố cáo lên một cách vu vơ, thế là xóa bỏ. Đó là cái điều hết sức vô lý. Chính YouTube là những kẻ đang vi phạm trầm trọng vào quyền tự do báo chí, quyền tự do thông tin của những người công dân Mỹ đang ở trên nước Mỹ này, vi phạm vào tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Channel Văn hóa Nhân bản Lạc Việt tuy là số người thà là gọi là subscriber đó không có được nhiều như những cái khác, vì chúng tôi thiên về vấn đề đưa tin tức về chống cộng sản và chính trị. Chúng tôi không câu view rẻ tiền, không đưa ca sĩ này ca sĩ nọ lên, không nói những cái chuyện nhảm nhí, những cái chuyện sai trái sự thật cho để đưa đến đưa không đưa những cái tin tức sai sự thật cho khán giả. Chúng tôi không có ngồi ở bên tại quận Cam này mà nói những cái chuyện giống y như tôi đang là tổng thống cố vấn Mỹ. Vì vậy mà những cái lượt có cái lượt người view cái thằng mà subscriber của Văn hóa Nhân bản Lạc Việt nó không có được nhiều như những cái channel khác. Tuy nhiên channel Văn hóa Nhân bản Lạc Việt hoạt động có giấy phép của thành phố Garden Grove, có đóng thuế cho chính phủ Mỹ, chủ channel là một công dân Mỹ, thì không việc gì những người hợp pháp và hoạt động hợp pháp và có đóng thuế cho nước Mỹ như chúng tôi phải chịu thua một cái kẻ đang làm tay sai cho Việt Cộng. Và chúng tôi thách thức Đàm Vĩnh Hưng đưa ra bằng chứng video mà biểu tình chống cộng sản đó là của anh ta. Tại vì tôi biết rõ không có bất cứ một người lạ nào đứng ra quay cái video đó ngay tại cái buổi biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm đó, kể cả người đứng bên cạnh cái cameraman của chúng tôi khi mà đứng quay phim đó thì hoàn toàn không có người nào đứng gần cái người camera của Văn hóa Nhân bản Lạc Việt, kể cả anh Đỗ, người của anh Đỗ Dũng hay là anh Phan Đại Nam hay là Nửa Vòng Trái Đất cũng vậy, mỗi người đứng ở một cái góc khác nhau, không có giống nhau. Bây giờ nếu mà quý vị vô cái website của chánh lục sự quận Cam hôm trước mà chúng tôi có giới thiệu đó, ông Hiêu Nguyễn đó, thì quý vị gõ vô đó cái chữ Văn hóa Nhân bản Lạc Việt, quý vị sẽ thấy channel Văn hóa Nhân bản Lạc Việt có cầu chứng nhãn hiệu, cái tên thương hiệu gọi là có thể nói là tên thương hiệu này một cách hợp pháp tại nước Mỹ. Vụ việc này tuy là một cái video, nó không là cái gì cả, vì trên cái channel của chúng tôi nó có hơn 1.800 cái video sự kiện cộng đồng. Tuy nhiên nếu không làm tới nơi tới chốn, không trình bày cho rõ ràng, thì mai mốt đây những người ở đây mà đi biểu tình chống cộng sản rồi hô đã cộng sản, thì cộng sản nó cũng đo cho rằng cái chữ cộng sản đó là bản quyền của nó, rồi nó đòi, nó yêu cầu là việc là xóa YouTube, xóa bỏ cái video đó luôn nữa, tại vì có chữ cộng sản dính trong đó. Cho nên nếu mà chúng ta không đấu tranh cái vấn đề này, không những là Văn hóa Nhân bản bị Lạc Việt bị ảnh hưởng, mà ngay tất cả những cái video, những cái channel mà YouTube nào của những của toàn thể những người chống cộng đều bị ảnh hưởng. Tại vì cái việc mà claim một cách là vô lý và vi phạm pháp luật, vi phạm luôn những nguyên tắc của YouTube và vi phạm luôn pháp luật nước Mỹ. Đó là tôi nói về cái phần YouTube. Riêng về phần của Đàm Vĩnh Hưng, bây giờ bắt đầu mới tới nói về Đàm Vĩnh Hưng nè. Đàm Vĩnh Hưng sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung Việt Nam, một cái gia đình mà không coi trọng về văn hóa và học thức, và sinh ra sau năm 75. Vì vậy Đàm Vĩnh Hưng không được hấp thụ cái văn hóa văn minh của cái người miền Nam ở miền Nam sau trước năm 75, thì cái điều đó có thể thông cảm và chấp nhận. Đàm Vĩnh Hưng chỉ biết có cộng sản thôi, chỉ biết là tôn thờ cộng sản thôi, cái đó là chúng tôi cũng tạm chấp nhận, vì cái đó cũng phần lớn cũng là đặc điểm chung của những người trẻ không biết gì về cộng sản và không biết gì về cái xã hội dân chủ ở miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 75.
Và chúng tôi cũng không quan tâm đến đời tư của bất cứ người nào. Vì vậy, khi mà xảy ra cái vấn đề Đàm Vĩnh Hưng đem mẹ ruột của mình lên bêu riếu ở trên mạng Internet về vấn đề bà này đánh bài, rồi là mượn nợ của xã, vay nóng của xã hội đen khắp nơi, khắp chốn, chúng tôi cũng không hề nhắc đến cái tên Đàm Vĩnh Hưng trên YouTube lẫn trên Facebook. Vì tôi cho rằng đó là chuyện cá nhân, chuyện đời tư của gia đình anh ta. Nếu mà muốn câu view, muốn nổi tiếng hay là muốn gây sự chú ý của cộng đồng, tôi có thể làm những cái video, tôi có thể viết những cái bài viết về Đàm Vĩnh Hưng tôi đăng lên. Nhưng mà tôi không làm việc đó, tôi không nhắc đến tên Đàm Vĩnh Hưng. Tại vì cái việc giữa anh ta và mẹ anh ta trong là đó là chuyện cá nhân. Mặc dù anh ta đưa lên mạng thì có hàng ngàn người bâu vào sỉ vả Đàm Vĩnh Hưng, nói rằng là mày là đứa con bất hiếu, mày bêu riếu mẹ mày không biết ơn mẹ mày đẻ ra nuôi mày lớn lên tới từng tuổi này, bây giờ mẹ mày xài tiền của mày, mày bêu riếu bả. Mà là có bao nhiêu biện pháp để mà ngăn chặn cái việc đó, sao mày không làm, mắc mớ gì mày phải đưa lên câu bêu riếu bả trước công chúng. Người ta sỉ vả Đàm Vĩnh Hưng hàng ngàn người như vậy đó. Nhưng mà chúng tôi không nhắc tới tên Đàm Vĩnh Hưng. Tại vì tôi như từ đầu tôi không quan tâm đến chuyện đời tư cá nhân của bất cứ người nào. Nếu người đó không phải là những kẻ đang gây nợ máu với nhân dân hiện nay, những kẻ không ăn tàn phá hại vào đất nước Việt Nam, những kẻ không đàn áp người dân, không phá hoại đất nước Việt Nam, thì chúng tôi không chú ý đến đời tư cá nhân của người đó. Rồi hay như là chuyện Đàm Vĩnh Hưng có cái thái độ ngông nghênh sỉ vả một nữ doanh nhân là bà Lê Hoài Anh, chỉ vì bà này đăng một cái bức hình Đàm Vĩnh Hưng chụp chung với tên Nguyễn Hữu Linh ấu dâm ở Đà Nẵng, rồi và thêm một cái dòng chữ là không biết ai nổi tiếng hơn ai. Thì cái bức hình đó đâu phải là bà Lê Hoài Anh chạy tới cái sự kiện đó mà chụp đâu, do chính Đàm Vĩnh Hưng đăng lên để khoe khoang hồi cái thời Nguyễn Hữu Linh còn đương chức đương quyền. Nhưng người ta chỉ lấy người thì người ta lấy cái bức hình đó, người ta chỉ có một cái dòng chú thích thì giờ không biết ai nổi tiếng hơn ai. Thì ý của bà Lê Hoài Anh có nghĩa là Linh Nựng á, biệt danh của tên ấu danh á, Linh Nựng, Linh Nứng á, là bây giờ là coi chừng là nổi tiếng hơn ca sĩ đó, nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng nữa, chỉ có đơn giản vậy thôi. Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng đã dùng những cái lời lẽ tục tằng thô lỗ, bị bẩn thỉu, ngông nghênh để mà sỉ vả bà Lê Hoài Anh. Bất chấp là bà đó là đã xóa cái bài viết đó rồi, chỉ là một cái hình với một cái dòng ngắn ngủi là không biết ai là nổi tiếng hơn ai thôi. Đó là lại Đàm Vĩnh Hưng vẫn lại tiếp tục có cái thái độ ngông nghênh sỉ vả, gọi bà Lê Hoài Anh là mày, trong khi bà ấy lớn tuổi hơn hoặc là Đàm Vĩnh Hưng rất là nhiều. Và nếu mà ngày hôm nay sau khi cái video này tôi nói về là Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên YouTube, thì tôi cũng không ngạc nhiên nếu Đàm Vĩnh Hưng lại là lên giọng bảo Tạ Phong Tần là mày, mặc dù Đàm Vĩnh Hưng là cái loại mà là thuộc loại là tuổi nhỏ hơn tôi nhiều. Thì tôi cũng không ngạc nhiên đối với cái thái độ lưu manh ngông nghênh một cách mà vô văn hóa đó của Đàm Vĩnh Hưng đâu. Lúc đó cũng có rất là nhiều người binh vực đòi công bằng cho bà Lê Hoài Anh để mà chửi bới sỉ vả Đàm Vĩnh Hưng. Thậm chí những cái hãng nước sơn hay là những cái nhãn hàng quảng cáo mà Đàm Vĩnh Hưng làm đại diện thương hiệu, người ta cũng tẩy chay luôn Đàm Vĩnh Hưng, cái thương hiệu hàng hóa đó, vì Đàm Vĩnh Hưng đại diện cho cái nhãn hàng quảng cáo cho cái thương hiệu đó. Nhưng mà cái lúc đó thì Tạ Phong Tần và channel văn hóa Nhân Bản Lạc Việt vẫn không quan tâm đến cái sự kiện đó. Tại vì khi mà bà Lê Hoài Anh, bà ấy không có ý kiến ý cò gì, tự bản thân bà không có ý kiến, không có đòi hỏi gì, thì là chúng tôi không xen vô. Và chúng tôi chỉ binh vực ủng hộ những nạn nhân nào yếu thế, bị bất công, muốn đòi hỏi công bằng cho chính mình mà thôi. Nếu mà họ không có ý kiến gì thì mình không thò mõm vào để mình khơi dậy những cái vấn đề nó thuộc về hiềm khích cá nhân. Trở lại vấn đề ngày hôm nay, qua chuyện Đàm Vĩnh Hưng báo cáo láo, lem láo,
với YouTube để xóa video biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng của channel Văn hóa Nhân bản Lật Việt. Nó cho chúng ta thấy một điều rằng thái độ của Đàm Vĩnh Hưng đó gian trá lẫn với lưu manh, ỷ thị vào đồng tiền. Nếu Đàm Vĩnh Hưng không được cộng sản chóp bu chống lưng thì có nghĩa là Đàm Vĩnh Hưng đã bỏ ra một cái số tiền rất lớn để lo lót cho YouTube làm trái luật của nước Mỹ lẫn trái những cái quy định của YouTube về bản quyền. Chứ nếu không, khi không thì tại sao YouTube lại đơn phương dám làm cái việc đó, một cái việc rất là sai trái. Và YouTube đã trả lời với những cái phản đối của Văn hóa Nhân bản Lật Việt rằng trong 10 ngày nếu Đàm Vĩnh Hưng không kiện Văn hóa Nhân bản Lật Việt ra tòa thượng thẩm ở Cali, tức là ở ngay tại thành phố Santa Ana nè, thì YouTube sẽ trả cái video đó lại cho Văn hóa Nhân bản Lật Việt. Và tôi dám khẳng định rằng tôi mong muốn Đàm Vĩnh Hưng kiện chúng tôi ra tòa thượng thẩm Santa Ana. Điều đó để chứng minh rằng Đàm Vĩnh Hưng là kẻ dối trá, nói láo, không có bản gốc nhưng vẫn báo cáo láo và dùng những cái sự thế lực đen tối, cụ thể là sự chống lưng của Việt Cộng và thế lực đồng tiền để mà báo cáo láo để nhằm mục đích là xóa bỏ cái video của chính những sự kiện mà nó xảy ra có thật trên nước Mỹ, nhằm để khỏa lấp cái vấn đề nhục nhã của Đàm Vĩnh Hưng là bị người Việt ở cộng đồng Orange County này, những người chống cộng sản đó là phản đối sự có mặt của anh ta ở đây. Và nếu Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy bị người ta ở đây, người ta phản đối, người ta biểu tình như vậy là nhục, thì mình nên thay đổi cái thái độ đi. Mình nên có những cái hành động để mà gọi là mua chuộc lại khán giả ở khu vực này. Thí dụ như tôi đã lỡ mặc áo cờ đỏ, tôi phô trương rồi, tôi đã lỡ tham gia vào cái hội đoàn gì đó của Việt Cộng rồi, thì bây giờ tôi nên có một cái thái độ khiêm nhường, đúng đắn, tôn trọng người khác bằng cách đó là nên công khai nói rằng đó là vì là lý do là mục đích là biểu diễn hay là do đạo diễn chương trình hay là cái do gì gì đó đòi hỏi như vậy, cho nên đó là tôi vì là muốn biểu diễn kiếm tiền cho nên tôi mặc như vậy, chứ cái ý tôi không phải như vậy, hay là việc tôi tham gia vào những cái tổ chức thanh niên của Việt Cộng là lý do là tại vì họ thấy tôi là người nổi tiếng, có nhiều fan, họ muốn lợi dụng tôi, chứ thật sự tôi không phải là thành viên của cái tổ chức đó chẳng hạn. Thì cái thái độ cầu thị đó làm cho người ta có thiện cảm hơn là ra vẻ ngông nghênh rồi là ỷ lại vào đồng tiền, ỷ lại vào sự chống lưng của một những cái thế lực đen tối này nọ để mà xóa video của Văn hóa Nhân bản Lật Việt, video về những người ở cộng đồng tị nạn cộng sản biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến làm văn hóa vận cho cộng sản. Thật sự nếu Đàm Vĩnh Hưng không làm văn hóa vận cho cộng sản thì không việc gì phải ngại những video như thế cả, và còn phải có một cái thái độ như thế nào đó để nói rõ ràng, giải thích rõ ràng cho cả cư dân ở đây, người ta đừng có chống mình nữa, chứ không phải là đi báo cáo láo, đi bỏ tiền ra mua chuộc, đi dọa dẫm người này, đi dọa dẫm người kia với một cái thái độ rất là ngông nghênh, rất là người ta gọi là ỷ thị của những kẻ mà tiểu nhân đắc chí đó. Bây giờ tôi đang cầu mong cho Đàm Vĩnh Hưng trong thời hạn 10 ngày có đơn kiện chúng tôi ra tòa thượng thẩm ở Santa Ana. Vì tôi biết rằng Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ có cái video gốc của buổi biểu tình hôm đó. Và cái việc mà kiện ra tòa nó vẫn chỉ làm dấy động lên cái lòng căm phẫn của người Việt tị nạn chống cộng sản ở khu vực Orange County này, cũng như tất cả những người tị nạn chống cộng sản ở toàn thế giới này mà thôi. Nếu Đàm Vĩnh Hưng biết nhục thì đừng bưng bô cho cộng sản, đã dám chơi thì dám chịu.
Nếu chịu bưng bô thì có nghĩa là dám chơi thì dám chịu. Đừng lem láo, lem dối trá, lem một cách bẩn thỉu, bị ổi như vậy để xóa video của chúng tôi. Đó là lời nhắn gửi cuối cùng. Và tôi chấp thách Đàm Vĩnh Hưng đưa vụ việc này ra tòa thượng thẩm Santa Ana. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo. Và cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi. Xin tạm biệt. Thank you.